Thời gian phục vụ của tình nguyện viên Phật giáo đợt 3 diễn ra 2 tuần từ ngày 1 tháng 10 đến 14 tháng 10, có 61 tình nguyện viên tham gia, trong đó có 18 tình nguyện viên đăng ký mới và 43 tình nguyện viên đã phục vụ và nay tiếp tục ở lại tham gia chống dịch. Các tình nguyện viên sẽ đảm trách các công việc tại các khu cách ly, khu vực xét nghiệm và khám sàng lọc, bóc tách F0 ra khỏi cộng đồng dịp này ban trị sự giáo hội phật giáo việt nam tỉnh gửi tặng những món quà động viên với mong muốn quý tình nguyện viên tận tụy phục sự góp sức đưa cuộc sống của người dân đồng nai nói riêng và cả nước nói chung sẽ trở lại bình an